Đang có nguy cơ làn sóng tiết kiệm sẽ tàn phá kinh tế toàn cầu với tầng lớp người ở độ tuổi trung niên tăng cao. Nhiều khu vực đang đối mặt với khả năng rơi vào giảm phát đột ngột. Biên tập viên chuyên mục Breaking News của Reuters, ông Andy Mukherjee, sẽ có những bình luận chuyên sâu về vấn đề này. Chúng ta đang gặp vấn đề về làn sóng tiết kiệm toàn cầu, Andy ạ. Đó có phải là do người trung niên đang quá nhiều và ngày càng tăng, trong khi người trẻ thì không đủ để có một nền kinh tế tiêu dùng? Đúng vậy, Tara. Trên thực tế, làn sóng tiết kiệm có từ hồi ông Ben Bernanke làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đó là từ mà ông ấy gọi. Nhưng điểm mấu chốt là cho đến thời điểm hiện tại, lượng người trung niên ở độ tuổi từ 45 đến 54 đang rất đông. Nền kinh tế đang phải sẵn sàng cho nguy cơ bị xói mòn. Cụ thể thì tỷ lệ người trung niên so với thanh niên ảnh hưởng như thế nào? Nếu cô nhìn tổng thể nền kinh tế toàn cầu, tỷ lệ giới trung niên so với thanh niên chỉ có 0,48 vào năm 1990. Tới năm 2010, tỷ lệ này tăng lên 0,65. Theo dự đoán của Liên Hiệp Quốc, tới năm 2035, tỷ lệ này sẽ lên tới 0,85. Khi mà tỷ lệ này ở mức cao như vậy, tức là nền kinh tế toàn cầu đang phải gánh một lượng tiết kiệm trước nghỉ hưu rất lớn. Trong khi đó, có quá ít nhà đầu tư. Nhà đầu tư họ chỉ cần đầu tư khi thanh niên tăng tiêu dùng thôi. Chuyện đó đang không xảy ra. Giá tài sản bị đóng đinh, thậm chí cả ở những thị trường mới nổi. Đây chính là một sự rối loạn mà kinh tế toàn cầu phải hứng chịu trong vấn đề nhân khẩu học. Trong lịch sử, chúng ta có từng gặp trường hợp này bao giờ chưa, Andy? Nếu mà để xem xét ngược trở lại lịch sử về trường hợp hiện tại của chúng ta, thì tôi nghĩ nên xem xét một trường hợp đối nghịch một cách chính xác. Đó là khi tỷ lệ người ở độ tuổi trung niên so với thanh niên giảm mạnh và ở mức rất thấp. Tình huống đó xảy ra hồi hậu Thế chiến thứ hai. Lúc đó tỷ lệ này cực kỳ thấp. Chúng ta rơi vào cú sốc lạm phát. Còn hiện tại thì tỷ lệ này lên cao. Nguy cơ giảm phát đang đến. Các nhà làm luật phải nhận thức rõ ràng điều này khi xem xét ra một quyết sách nào đó sao cho phù hợp. Nói tóm lại, đang có quá nhiều người trung niên, quá ít thanh niên. Phải xem chừng giảm phát.